Hello, chào đại gia đình, lại là Sơn Sàm đây. Lại là cái mặt mốc của Sơn Sàm đây. Ô la 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 la. Rồi, quý vị có biết không? Đó, Sơn Sàm đã từng hát rất là nhiều lần rồi. Hát cho quý vị nghe rồi. Đó, hát nhạc chế, nhạc sàm, nhạc điên, nhạc khùng. Hát bằng nhạc rất là nhiều lần, rất là nhiều clip rồi. Hôm nay Sơn Sàm không hát bằng nhạc nữa, mà Sơn Sàm chửi bằng nhạc. Xin quý vị chúng ta chịu khó lắng nghe chửi bằng nhạc. Vâng, kính thưa quý vị, khi chúng ta mất một thứ gì đó, chúng ta hay chửi rằng má. À, đó là câu chửi thề cửa miệng mà ai trong chúng ta cũng từng mắc phải. Ví dụ mình mất một cái mắt kiến này, mình sẽ nói là má, thằng nào cũng lấy cái mắt kiến của tao. Hay là mình mất một cái điện thoại, mình sẽ nói là má, thằng nào cũng lấy cái điện thoại của tao. Hay là mình bị mất một cái bóp, mình sẽ chửi là má, thằng nào lấy cái bóp của tao. Ok, bây giờ Sơn Sàm đang ngủ trong khách sạn, bị mất mẹ nó cái quần. Bây giờ mình phải chửi như thế nào? Mình chửi bằng nhạc, chửi lịch sự, chửi bằng music. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Anh đèn bao nhiêu hắt khói từng cây đôi mắt, anh nằm đó nhưng cái quần đâu mất. Có một thằng ra nôi, ô anh nằm đó mày nào nó vô nó chôm luôn cái quần. Cũng mấy thằng đó nó lấy chứ không có ai lấy hết, toàn là mấy thằng tiếp tân nó lấy, nó lấy nó chôm cái quần của mình rồi đó. Rồi bắt đầu là bây giờ nó dụ mình, nó bán đồ sida, nó dụ mình phải mua cái quần của nó, mua cái quần của nó để mặc về chứ không lẽ ở trù về. Mất dạy không? Nó nói là mau theo em bán cho cái quần, quần còn mới anh ơi. Mau theo em bán cho cái quần, quần còn mới em bán có 500 ngàn. À, giờ tao mới chửi nè, giờ tao mới chửi. Đù ma thằng nào lấy, đù ma thằng nào chơm, đù ma thằng nào lấy. Thế là tao mất luôn cái quần. Điên quá mà, tức quá mà không làm gì được. Bây giờ phải mua cái quần của tụi nó mặc về chứ không lại ở trùn. Điên quá, chửi tiếp. Đù ma thằng nào lấy, đù ma thằng nào chôm, đù ma thằng nào lấy. Thế là tao mất luôn cái quần. Thế là tao mất luôn cái quần. Trời ơi, điên quá, nhức răng sao ăn kẹo dừa. Đó, giỡn thôi nha, giải trí thôi nha quý vị, giải trí thôi. Ok, cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, ok, bây giờ trong cái chủ đề ngày hôm nay là Sơn Sàm nói về một cái sự gì này, một cái sự lừa gạt, một cái sự lừa gạt trắng trợn mà ngày hôm nay báo pháp luật cũng như là những cái tờ báo uy tín đó, người ta đã làm cả một cái phóng sự điều tra rồi quý vị. Đó, trong đó có rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng tham gia quảng cáo cho cái trung tâm này. À, quý vị có nhớ là thời gian gần đây quý vị để ý trên cái mạng xã hội hay là TikTok hay là Facebook, vì thấy là có những cái trung tâm hút mỡ, biết không? Đó, hút mỡ nó quảng cáo, nó giới thiệu, nó nói là một cái công mà trăm mấy chục ký nè, bụng bự nè, vô làm có một ngày thôi nó hút ra là xuống chục ký lô mỡ, 20 ký lô mỡ ha. À, khỏe re không có gì hết, ở một liệu trình là 80 triệu đến 100 triệu gì đó. À, trời đất ơi, mà trong đó có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo cho cái trung tâm này. Và bây giờ báo chí, những tờ báo, phóng viên người ta vào tận nơi, người ta liên hệ với những cái nhân vật chính trong đó luôn quý vị. Đó, thì ra là gì, hình ảnh nó photoshop, nó không có xuống con mẹ gì hết, không xuống được một ký nào. Và thậm chí là những cái người mà được thuê đó, không hề được trải nghiệm hút mỡ gì, trọng chỉ là vô tham gia diễn xuất thôi, giống như đóng phim đó quý vị. Vô quay có 2-3 tiếng à, quay có 1 ngày à. Vô quay xong cái bắt đầu là
đầu tiên là làm cái bụng thiệt bự, cái đi 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 lên hút hút xong cái ra nó chỉnh cái bụng nhỏ lại, đưa lên video, đưa lên quảng cáo là à, tôi đã xuống được bao nhiêu à, ha, là lãnh được 700-800 ngàn gì đó à, hoặc là trả tiền công cách xe diễn về à, quý thể bây giờ không ghê không, nhìn về chứ không phải vậy đâu, chớ thấy hoa nở mà ngỡ xuân về nghe, không nên thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, cực kỳ nguy hiểm quý vị à, chết luôn à, nghe. À, cho nên đừng bao giờ tin nha, quảng cáo là quảng cáo nhưng mà đừng bao giờ thổi phồng chức năng của nó lên à, ha. Như em nè, em làm có quảng cáo cái giảm cân của em đây, riêng cái giảm cân Onaka của em của Nhật Bản đây rất tốt đây, nhưng mà em không bao giờ em thổi phồng lên, không phải là kêu nó là uống vô là xuống mấy ký liền à. Đặc biệt cái này là nó chỉ là gì, nó chỉ là giảm, nó hỗ trợ làm tan mỡ, nhưng mình phải kết hợp là mình ăn uống điều độ nè, sau 7-8 giờ tối là mình không được ăn, không được ăn đêm nè, nó đặc biệt mình phải chịu khó vận động như là mình đi bộ, mình nhảy dây về nhà đó, thì nó mới xuống được nha, chứ không có cái chuyện mà gọi là nằm không, nó uống vô là nó xuống, không phải là thuốc tiên à, tu quảng cáo cái gì nó phải đúng chứ không phải là thổi phồng lên đúng không à, cái này là gì, cái viên uống giảm mỡ của em á là nó hỗ trợ là làm tan những cái mô mỡ ra, mình kết hợp mình nhảy dây đi bộ thì mình ăn uống nữa thì nó sẽ xuống, nó xuống giảm cân an toàn và hiệu quả, không ảnh hưởng sức khỏe, mình nói là có chứ không phải thổi phồng lên quý vị đó. Như cái này em bán một liệu trình nè, một liệu trình 2 tháng của em là 2.6 triệu nha, riêng cái giảm cân Onaka này 2.6 triệu, 2.6 triệu, các anh chị liên hệ Zalo này là các anh chị mua hàng nha đó. Và bây giờ nè, bây giờ tôi sẽ đưa ngay cả một cái video clip dài, một cái phóng sự mà bên phía báo người ta làm nha quý vị, những trang báo uy tín của nhà nước đàng hoàng, người ta cài cắm phóng viên vô trong đó luôn, phóng viên vô tới nơi luôn, và người ta mời những cái nhân vật chính trong đó luôn đó, người ta mời những nhân vật chính trong đó luôn để mà người ta phỏng vấn mà lộ ra hết, toàn là diễn không đó, không có ai mà nhận được cái à, không có ai mà trải nghiệm một cái dịch vụ nào đó, nó không phải là thuốc tần tiên vậy. Đó, nằm lên cái nó chụp vô cái máy, nó có mấy cái ống quý vị, ống chụp vô cái nó hút thấy mỡ, chất mỡ gì giống như là dầu ăn nó chảy ra, cái đầu nó một ngày hai ngày xuống cả 10 mấy kg, không có xạo đó, xạo lá quá nó, quý vị thấy không, bây giờ nó quá chừng, chớ thấy hoa nở mà ngỡ xuân về nha, nhìn vậy chứ không phải vậy đó, quý vị thấy nhớ nha, nó phải coi kỹ để mà mình tin, không mình tin chứ không phải là mình đừng có coi nó quảng cáo này kia nọ các kiểu đó. Và đặc biệt là nhà nước cũng đã ra cái quy định là cấm là những cái người nào mà quảng cáo mà làm thần thánh quá cái sản phẩm lên, có gì nói đó chứ không có được mà làm kiểu thất đức vậy đúng không, không có thổi phồng lên, có một nói 10, có 10 nói 100 đó, để dụ người ta mua hàng rồi cuối cùng là không có hiệu quả gì hết là không được đó. Đó. Và trong cái bản tin ngày hôm nay thì Sơn Sàm cũng đề cập một chút đến vấn đề của ca sĩ Bông Lan Trứng Muối nha quý vị. Đó, hiện tại thì ca sĩ Bông Lan Trứng Muối vẫn chưa lên đó, vẫn chưa lên gặp cơ quan chức năng, mặc dù là bên phía cơ quan chức năng cũng như là những cái luật sư có uy tín, người ta cũng đã nói rằng là ông Tuấn là con trai của bà Hằng là đủ thẩm quyền ha, có đủ các cái quyền để mà tố cáo, cũng như là cơ quan chức năng người ta sử dụng cái giấy triệu tập là đúng với cái quy trình tố tụng đó. Tuy nhiên ca sĩ này vẫn không lên đó, vẫn gửi đơn cầu cứu khắp nơi, thì bây giờ chúng ta cũng phải chờ thôi ha, chờ liệu là ca sĩ Bông Lan Trứng Muối này có những cái nước đi như thế nào đó, cùng với luật sư của mình có những cái bước tính như thế nào ha. Đó thì chúng ta cũng xin nhớ lại một chút xíu đó, nhớ lại về cái nguồn cơn sự việc đó, đầu đuôi sự việc ra sao đó. Thì chúng ta sẽ cùng đến một cái video của CEO Nguyễn Phương Hằng đó, nói về cái ca sĩ Bông Lan Trứng Muối này ha. Đó, xin mời chúng ta nghe qua ha, chúng ta nghe qua để chúng ta nhớ lại cái câu chuyện drama chứ lâu quá là chúng ta quên hết ha. Rồi xin mời. Sẵn đây thì cũng thông tin với quý vị về một cái ca sĩ Vy Oanh. Bây giờ tôi nói với quý vị nghe nè, quý vị cũng hơi hết sức thông cảm cho tôi, làm người tử tế thật là khó, và làm người lương thiện cũng rất là khó, và làm người hiền cũng rất là khó, bởi vì một cái lũ chó nó luôn luôn nó sủa và nó luôn luôn nó rình rập mình để mà nó nói những cái lời rất là khó nghe. Vì sẵn đây thì qua thông tin đây thì gửi lời đến Vy Oanh,
Bây giờ mày có muốn tao lôi cái dĩ dãng dơ dái của mày với một thằng đại gia ra mày đẻ đứa con mày qua Mỹ mày đẻ không? Đây nó nói vậy nè quý vị. Tony Nguyễn 1.000 tỷ chắc đi hát hết kiếp cũng không có. Còn con đi quanh nó nói á là tại sao 1.000 tỷ không đưa tiền mặt mà đưa đất? Quý vị thấy không? Tao nói mày á, mẹ mày, mày là cái con ngu á, không có não. Đó quý vị thấy không? Có cái doanh nghiệp nào có 1.000 tỷ tiền mặt không? Tiền người ta đi kinh doanh. Đất là cái gì? Đất cũng là tiền. Mà nó còn thách thức là tại sao không phải là tiền mà là đất? Quý vị nghe nó nói chuyện bố láo không quý vị? Mấy cái con này không chửi nó không được. Nó có não. Nghe không? Nó nói á, có nghĩa là tôi với anh Dũng giống như là đồ xạo vậy đó. Mà cho như vậy nó cũng mắc lỗi là tại sao không cho tiền mặt. Vậy thì mày muốn cho công chúng biết mày là ai không? Vi quanh tâm môi cái dĩ dãng dơ dãi của mày ra đó, mày đi làm bé cho một thằng, mày đẻ được thằng con trai, mày hốt được 5-7 triệu đô, mày qua Mỹ mày có một thằng chồng được hợp pháp, bữa nay mày lên tiếng mạnh quá ha Vi quanh. Mày muốn tao lôi cái dĩ dãng dơ dãi mày với thằng đại gia không? Mà thằng đại gia đó bây giờ cũng đang đuối rồi đó. Đó. Mày nói cái gì? Mày nói giàu thế đưa tiền tôi đi. Nếu thương dân rồi thì bán đất lấy lại sao? Đang dịch cấp bách. Tầm tuổi tôi bây giờ, cô của mấy người chắc gì bằng tôi. Mẹ hay mày bây giờ mày nói mày chảnh chó, mày nói tao gì bằng mày. Trời ơi, mày ghê gớm quá. Rồi được rồi, lần sau á tao sẽ có một cái buổi tao môi hết dĩ dãng dơ dái của mày cho mọi người nghe nha Vi Quanh. Nha, đã nói là dĩ dãng dơ dái là không có dễ gì giấu giếm đâu cưng. Mẹ mày muốn lấy ai tao lôi luôn cho mày. Mày đi làm bé rồi ta, mày qua bên Mỹ mày đẻ được thằng con trai mày được mấy triệu đô rồi mày kiếm một thằng chồng hợp pháp để mày bưng bít cái quá khứ dơ dái của mày. Tao đâu có đụng chạm với mày đâu mà mày lôi tao lên mày nói tao là cho tiền không cho tiền mặt. Đúng là đồ mới có tiền mày đặt tâm tâm tuổi tuổi quý vị thấy không? Không chửi không được quý vị ơi, hiền không được. Em muốn tu lắm mà tu không được. Rất là khó tu quý vị ơi. À, đó là tài sản hiến 4 hecta đất đấu giá hơn 1.000 tỷ đồng mà giúp cho dân cho cái mùa Covid này mà cũng còn ý kiến ra ý kiến vô. Thì quý vị thấy cái con này nó đâu, con đưa hình nó lên ra làm sao? Còn cái dĩ dãng của mày đi hát á, mày có cái gì? Chẳng qua mày được bao, mày đẻ, mày có bồn, mày đẻ được thằng con trai, ổng cho mày được mấy triệu đô rồi mày kiếm thằng chồng hợp pháp, mà bữa nay mày mạnh miệng quá Vi Quanh. Ơ xin lỗi, mày ra cho con chúng biết mày là ai ha. À, quý vị có nó đọc nó viết comment rất là chảnh chó nha quý vị. Đó quý vị thấy không? À, muốn làm người hiền rất là khó nha quý vị, khó lắm luôn. Bây giờ quý vị ơi, em cũng bắt đầu em phải nhớ lại từng từ thứ một. Nó quá nhiều rồi. Mà toàn là những người đây nè, cái hình này nè. Đây, con đưa cái hình này lên. Chơi với bạn bè mà nó khốn nạn đến tận cùng như thế này nè quý vị coi nè. Ăn dầm nằm về, trà lê lê lết ở nhà người ta. Rồi bây giờ đi rất đạp vô đó quý vị coi nè. Đó, thằng chồng Malai của nó đó quý vị. Rồi con đưa lại cái hình này nữa nè, hình này nữa nè. Đó, đưa hết lên cho mọi người coi. Rồi mọi người nhớ quý vị vô Ngô Trang nha quý vị, vô cái Facebook Ngô Trang với Kim Liên. Đó, quý vị vô Facebook của tôi là quý vị sẽ nhớ ra những cái khuôn mặt này liền. Tôi nói rồi, tôi gặp đâu tôi đánh đó. Đưa cho con. Khó hiền quá quý vị ơi, rất là khó hiền. Cái gì vậy? Để đây cho cô. Rồi bây giờ tiếp thêm một cái nữa nè quý vị. Thì tôi nói về vấn đề mà khán giả. Thì khán giả phải nói là trong cái thời gian vừa rồi á, quý vị biết không, có rất là nhiều người gọi điện thoại cho tôi chia sẻ, phải nói là chia sẻ rất là chân tình. Mà có nhiều người họ khóc luôn quý vị. Nói là thấy cô một mình bị người ta ăn hiếp, cảm thấy rất là đau lòng, rất là lo lắng cho cô.
cảm thấy cái xã hội bây giờ sao mà nó quá kinh khủng, mà nhất là những người mà càng lúc mới càng thấy rõ cái giới nghệ sĩ. Và sẵn đây tôi cũng nói luôn là quý vị cũng biết đó, các anh chị lớn mà trong cái giới nghệ sĩ đó, thì phải nói là chưa bao giờ để lại một cái tai tiếng scandal như bây giờ. Rõ ràng là quý vị thấy không, bao nhiêu thập niên qua đó, các anh chị mà trong giới nghệ sĩ đó, chẳng hạn như là Thanh Thúy rồi Lệ Thu rồi tất cả những người ở Việt Nam thì nghệ kịch sĩ thì có cô Mỹ Chi, rồi nhiều danh hài, vừa rồi thì chú Di Phương cũng có liên hệ với tôi để mà muốn chia sẻ cái quan điểm. Nhưng mà quý vị, là tôi từ chối, là bởi vì thật sự ra thì tôi đã xác định cái cuộc chơi này tôi đủ sức chơi, cho nên là tôi cũng không muốn lôi kéo ai vào, và tôi cũng không muốn phải dựa dẫm vào một ai hết. Cho nên là cổ vũ tôi thì tôi rất là cảm ơn, nhưng mà tôi không muốn ai phải vì tôi mà bị ném đá. Thí dụ như bây giờ tôi nói chú Di Phương đi, bây giờ chú ấy đồng quan điểm với tôi thì chú ấy chắc chắn là sẽ bị ném đá, sẽ bị ném tơi tả. Cho nên tôi không muốn ai vì tôi mà bị liên lụy hết, cho nên là tôi có sức chơi, tôi có sức chịu. Cho nên cái từ chối của tôi ở đây là tôi tôn trọng, chứ không phải tôi từ chối là tôi không đón nhận ý kiến hay là không đón nhận tấm lòng của các anh chị nghệ sĩ lớn. Thì quý vị cũng biết rằng là hiện nay á, sau một cái cuộc như thế này, quý vị có một cái cơ hội để nhận ra cái chân dung, cái đằng sau của cái bức, đằng sau của sự hào quang của nghệ sĩ á, nó như thế nào thì quý vị thấy rồi. Từ cái chuyện phát ngôn rồi sống hay là bất chấp cũng vì cuộc sống. Nhưng mà đây là một cái lần để cho quý vị nhìn rõ đằng sau cái hào quang của cái giới nghệ sĩ, kịch sĩ á, thì để chứng minh cho chúng ta thêm một lần nữa họ cao ngạo tới mức nào. Và không hiểu tại sao á, tôi lại đối đầu thì tôi mới thấy được ra là có những cái người mà phải nói là trong lòng khán giả sụp đổ hoàn toàn hết, không còn một cái khái niệm nào, một cái, thật sự tôi không còn một cái khái niệm nào nữa. Ít nhất mà tôi muốn trở lại một cái khái niệm mà yêu quý nghệ sĩ á, thì chắc phải có thời gian cho tôi rất là nhiều. Nếu không thì cái cảm giác của tôi nó chết dần. Rồi, cuối video clip thì Sơn Sàm cũng xin gửi đến một số sản phẩm của Sơn Sàm cho quý vị chúng ta cùng tham khảo nha. Ở trong cái Zalo này tất cả là hàng Nhật nha, tất cả là hàng của Nhật Bản, những sản phẩm về sức khỏe, làm đẹp. Ok, thì đây là Sơn Sàm xin giới thiệu cả nhà mình cái nano giải độc gan đây. Giải độc gan, các cô chú anh chị nào ăn nhậu rượu bia nhiều đó, gan nhiễm độc, và đặc biệt là xơ gan, men gan cao, viêm gan B, và nó hay bị nóng gan đó, nổi mề đay, mụn nhọt đồ các kiểu, thì đây cái sản phẩm này nó giúp là hỗ trợ đào thải cái độc tố trong người mình qua con đường nước tiểu và mồ hôi nha. Đó, mình uống cái này vô á, mình uống mình đi tiểu ra, nước tiểu mình rất hôi và mồ hôi của mình rất hôi luôn đó. Sơn Sàm cũng đang uống nha, Sơn Sàm là đi nhậu rất nhiều quý vị đó. Thì cái này á là gì, nó giúp đào thải cái độc tố trong gan mình ra ngoài đó ha. Thì một hộp này là có 330 viên, mỗi ngày mình uống 5-6 viên gì đó, hộp này uống hơn 2 tháng nha. Nano giải độc gan, uống khoảng 3 hộp thôi là cái gan mình nó sạch trơn luôn quý vị. Rồi, hộp này em bán 3,5 triệu nha, bao triệu 3,5 triệu miễn ship ở Việt Nam, các anh chị nước ngoài tính thêm phí ship nha quý vị đó. Rồi tiếp theo là cái dạ dày cô qua đây đó, cái này là dạ dày cô qua dành cho các cô chú anh chị mình bị bao tử nha. Đó, đầy hơi nè, ở nóng, ở chua, ăn không tiêu nè, viêm loét dạ dày các kiểu. Rồi thì một hộp này là 300 viên đó, mỗi ngày thì mình uống 5-6 viên, thì mình uống với nước ấm nha, uống trước khi ăn đó. Cái này là lá tía tô không à, 100% lá tía tô quý vị đó, bảo đảm bao tử là dứt điểm luôn nha. Đó, dạ dày bao tử là dứt điểm luôn, 750.000 dạ dày cô qua này, 750.000 nha quý vị đó. Rồi tiếp theo là gì, đây là dành cho các anh chị nào mà làm đẹp nha, nam nữ BD đều dùng được hết. Collagen, đây là collagen, viên uống bổ sung collagen quay pH Actec. Cái này là bổ sung collagen làm cho da mặt mình càng đẹp nha. Đó, các anh chị nam nữ BD đều dùng được. Đó, uống vô là cái da mặt mình nó căng tràn, láng mịn nè, đó, hồng hào đồ các kiểu nha. Rồi một hộp này 120 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên, hộp này uống 2 tháng nha. Hộp này là 2,150 triệu, 2,150 triệu nha cả nhà. Đó, còn rất nhiều sản phẩm nữa. Đây, đây là viên uống giảm mỡ Onaka. À, các cô chú anh chị mình mà thừa cân thừa ký nè, các chị em làm văn phòng đồ nè, đó, làm văn phòng các anh nào ăn nhậu rượu bia nè, đó, bị béo á, béo lâu năm mà mỡ cứng á, thì đây
cái viên uống giảm mỡ Onaka này nó giúp đánh tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm nha. Đó, sau đó mình kết hợp với lại mình vận động và mình có một cái chế độ ăn phù hợp thì nó sẽ rất hiệu quả, giảm cân an toàn nha, không mệt mỏi, không ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là gì, không có tác dụng phụ nha quý vị. Đó, không kiêng cữ gì hết luôn. Chỉ cần sau 8 giờ tối các anh chị đừng ăn cho em, sau 8 giờ tối đừng ăn. Rồi, một liệu trình là xuống được 6 đến 10 kg nha quý vị. Rồi, một hộp này là một liệu trình là 2 tháng. Đó, một liệu trình 2 tháng ngày uống 4 viên nha. Rồi, liệu trình 2 tháng là 2.6 triệu. 2.6 triệu nha quý vị. Đó, 2.6 triệu. Rồi, tiếp theo là cái đông trùng hạ thảo đây. Đông trùng hạ thảo này dành cho các anh chị về thận, chuyên về thận nha. Đó, thận yếu, thận hư nè. Rồi phế hư nè. Rồi tiểu gắt, tiểu đêm nè. Đó, rồi những cái bệnh về thận nè, đó, rối loạn đồ các kiểu đó. Thì cái này là bồi bổ thận nè. Đó. Cái này là 180 viên đông trùng hạ thảo của Nhật Bản nha. 180 viên. Đó, cái này là 2.850, 2.850 nha. Rồi bây giờ sẽ là hai cái siêu phẩm đây, hai cái siêu phẩm sụn cá mập. Đó, sụn cá mập này thì chuyên về xương khớp nha, chuyên về xương khớp. Các anh chị mình bị xương khớp thoái hóa đốt sống cổ nè, thoát vị đĩa đệm nè, thần kinh tọa nè, đó, những cái khớp xương nó bị thiếu chất nhờn nè, đó, thì đây cái này là cực kỳ hiệu quả luôn, nó hỗ trợ rất tốt. Sụn cá mập 6 trong 1 nha, hộp này 300 viên luôn. Đó, hộp này cũng uống hơn 2 tháng luôn, 3 tháng gì đó. Rồi, 3.750, 3.750 nha. À, rồi, tiếp theo hoạt huyết dưỡng não luôn. Hoạt huyết dưỡng não, các cô chú anh chị mình bị những cái bệnh mà thiếu máu não. À, cái này ai cũng bị nha. Đứng lên đầu óc mình nó quay vòng đó, hoa mắt, chóng mặt, đó, đau vai gáy, tê tay tay chân các kiểu, thiếu máu não. Thì cái gì hoạt huyết dưỡng não Yonosi nè, cái này nó tăng cường oxy lên não. Đó, bổ não, cải thiện giấc ngủ, rối loạn tiền đình các kiểu nha, cải thiện trí nhớ. À, 300 viên luôn, 3.500.000. 3.500.000 nha, 300 viên. Rồi, tiếp theo là gì? GABA hỗ trợ giấc ngủ. Nha, hỗ trợ giấc ngủ đây quý vị. À, hỗ trợ giấc ngủ các anh chị mà mất ngủ lâu năm. À, thì đây cái này là thảo mộc thảo dược của Nhật Bản đây. Viên uống hỗ trợ giấc ngủ, ngủ rất ngon luôn. Rồi, hộp này uống 2 tháng 1.750.000. 1.750.000. À, viên uống tăng chiều cao dành cho trẻ em. À, từ 5 đến 12 tuổi. Một liệu trình là 3 hộp. Hỗ trợ về canxi, tăng chiều cao. Đó, một liệu trình 3 hộp nha, cực kỳ hiệu quả của Nhật Bản luôn. Bonbon đây. Cái này là 1.750.000, 1.750.000 nha. Đó, rồi Natto Kinase. Đây. Cái này là siêu phẩm này. Siêu phẩm này. Đó, các anh chị nào mà gọi là tai biến đột quỵ, những người nào có nguy cơ tai biến đột quỵ cũng như là đã từng bị tai biến đột quỵ rồi ha. Mình uống cái này hàng ngày luôn. Uống cái này hàng ngày nha. Nó triệt tiêu luôn nguy cơ tai biến đột quỵ nha quý vị. Rồi, một hộp này là 300 viên. À, mỗi ngày mình uống 5-6 viên gì đó là cái nguy cơ tai biến đột quỵ nó triệt tiêu luôn ha. Rồi, hộp này là 300 viên, 3.850.000, 3.850.000. Natto Kinase phòng ngừa và điều trị tai biến đột quỵ tốt nhất của Nhật Bản đây. Rồi, 3.850.000. Rồi, còn nữa quý vị. Rồi, đây là cái nội tiết tố dành cho các chị em phụ nữ nha. Dành cho các chị em phụ nữ với BD không dùng được nha. Đó, chị em phụ nữ từ 30 tuổi đổ lên khi mà cảm thấy trong người mình khó ở nè, rồi bứt rứt khó chịu nè, kinh nguyệt không đều nè, rối loạn nội tiết tố, nóng trong người, nổi mụn nè, đó, thì đây cái này nó giúp cân bằng nội tiết tố, điều hòa kinh nguyệt nè, đó, nó làm mát gan nè, đó, da dẻ hồng hào nè, đó, cân bằng tất cả những cái chỉ số về nội tiết tố phụ nữ nha, rất tốt luôn. Rồi, cái này là 1.150.000, 1.150.000. Rồi, tiếp theo là cái miếng giang chân nè. Đó, miếng giang chân thải độc. Khi mà cơ thể mình mệt là mình cứ tối trước khi đi ngủ á, mình ngâm hai cái bàn chân mình vô trong cái thau nước, nước ấm á, rồi mình lau khô đi, mình dán hai cái miếng dán này vô ha, mình ngủ tới sáng. Mình ngủ tới sáng thì thôi luôn ha, con người mình nó khỏe re, mình lột ra là hai cái miếng dán này nó đang thui luôn quý vị. Đó, tinh thần mình buổi sáng mình dậy thấy con người mình nó nhẹ nhõm lắm quý vị, rất là khỏe luôn, ngủ rất ngon luôn. Cái này là miếng dán chân thải độc nha. Hộp này 36 miếng, khi nào mệt dán hai miếng nha quý vị. Rồi, 950.000, 950.000. 950.000 đồng. Đó, rồi. Và tiếp tục là cái nano trị gút. À, gút này. Nhà nào mà có người thân bị gút, những đầu ngón tay, ngón chân nó sưng rồi đó. À, thì cái này là nano anserin trị gút này. Nó giúp cân bằng những cái nồng độ uric trong máu cũng như là nó giảm những cơn đau do gút hành hạ nha. À, rất là tốt. Mình kết hợp chế độ ăn uống vừa phải nữa thì nó giảm 80-90%. Cái gút này cực kỳ hiệu quả luôn. Hộp này uống 1 tháng 90 viên đây, 2.1 triệu nha, 2.1 triệu. Rồi, còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị mình vào để tham khảo nha. Đây là sản phẩm của gia đình em chứ không quảng cáo cho ai nha. Đặc biệt hàng bên Sơn Sàm là bao xài, bao đổi, bao trả. Đó, các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha. Đó, thì ok, mua ai cũng vậy, mua dùm em cảm ơn. Rồi, chúc tất cả quý vị sức khỏe, gặp lại trong video clip sau.